Trong chương trình ăn sạch sống khỏe hôm nay, nguy cơ mất cân bằng dinh dưỡng từ thực hành chế độ ăn low carb. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình ăn sạch sống khỏe của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Vài năm gần đây, một thực đơn giảm cân khá hiệu quả đã xuất hiện, được nhiều người áp dụng ở Việt Nam, đó chính là low carb. Low carb là viết tắt của từ low carbohydrate, ít chất đường tinh bột. Thực đơn này rất đơn giản, chỉ cần hạn chế gần như là tuyệt đối lượng đường tinh bột trong khẩu phần ăn, còn lại là ăn không hạn chế đạm và chất béo. So với những cách giảm cân truyền thống thì giảm cân cùng low carb được nhiều người áp dụng bởi nó không ép người giảm cân vào một chế độ ăn uống quá hà khắc. Tuy nhiên, nguy cơ mất cân bằng dinh dưỡng vì thực hành low carb sai cách là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Sau gần một năm thực hành chế độ ăn kiêng low carb, chị Huỳnh Thị Thanh Vân đã quyết định quay trở lại chế độ ăn bình thường với một vài điều chỉnh khi nhận ra những thay đổi không tốt của cơ thể. Sau khoảng 2 đến 3 tuần mình cảm thấy cơ thể mình bắt đầu, ví dụ như là da thì khô đi, tại vì thường mình lúc trước mình ăn rất nhiều trái cây, ăn quá nhiều thịt. Bữa nào cũng ăn thịt hết và phải có thêm dầu rồi đồ xào này nọ các thứ thì cảm thấy không có tốt. Như nhiều người quan tâm đến low carb, nguồn thông tin tham khảo chính của chị Vân là một số trang mạng và chia sẻ từ bạn bè, người thân đã thực hành trước đó. Hầu hết là Vân tham khảo trên mạng thôi và cũng có hỏi ý kiến bạn bè bà đã qua sử dụng cái đó. Thu thập từ nhiều nguồn, từ các nguồn trang mạng mà mình cảm thấy uy tín, ví dụ như chăm sóc về sức đẹp, sức khỏe. Trong bối cảnh béo phì, đái tháo đường gia tăng, chế độ ăn uống rất ít bột đường, low carb với nhiều công thức trên mạng được nhiều người áp dụng với mong ước giảm cân, phòng bệnh. Tuy nhiên dưới góc độ dinh dưỡng, đây là một chế độ ăn còn có nhiều điểm chưa hợp lý, chưa thực sự khoa học và tiềm ẩn những nguy cơ gây hại cho sức khỏe bên cạnh tác dụng làm giảm cân. Tìm đến low carb rồi phải từ bỏ low carb. Vấn đề của nhiều người quan tâm thực đơn ăn kiêng này hiện nay là ở những hiểu biết về carbohydrate trong thực phẩm. Những thực hành sai rất dễ dẫn đến những tác động tiêu cực đối với sức khỏe. Để biết thêm chi tiết, mời quý vị cùng đến với những chia sẻ và tư vấn cụ thể của chuyên gia dinh dưỡng ngay sau đây. Thưa bác sĩ, hiện nay thì nhiều người khi mà họ thực hành cái chế độ ăn low carb thì họ giảm và hướng đến là cắt luôn tinh bột. Vậy thì điều này nó có đúng không về mặt dinh dưỡng và liệu là nó có nguy cơ nào không ạ? Nếu mà chúng ta thực hành một cái chế độ ăn low carb mà hoàn toàn không có tinh bột thì chính là chúng ta đang thực hành sai. Phải nhớ rằng carbohydrate là cái nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể của chúng ta hoạt động. Có 3 loại tế bào chỉ sử dụng carbohydrate để hoạt động thôi và không dùng bất cứ một cái nguồn nguyên liệu nào khác, đó chính là tế bào não, hồng cầu và tế bào cơ. Nếu chúng ta thực hành một chế độ ăn low carb mà hoàn toàn không có carbohydrate thì chúng ta dễ làm cho cơ thể bị rối loạn thăng bằng nội môi và rơi vào cái tình trạng ketosis, tức là chúng ta có thể bị hôn mê, bị rối loạn chuyển hóa và làm hại đến chức năng của thận, của gan. Những cái người thực hành một chế độ ăn low carb triệt để và sai cách kéo dài thì lại dẫn đến một số các cái bệnh suy sụp của các cái tế bào và thậm chí nó còn liên quan đến một số các cái bệnh ác tính. Chúng ta biết là carbohydrate thì nó có nhiều ở trong gạo, nhưng mà ngoài gạo ra thì nó còn có xuất hiện trong những cái thực phẩm nào khác nữa không thưa bác sĩ? Chúng ta còn một nhóm nữa là rau. Khi chúng ta ăn rau thì chúng ta sẽ được cung cấp một phần carbohydrate dưới cái dạng là starch, tinh bột, và chúng ta còn cung cấp một cái dạng thứ hai là dạng cellulose, là cái dạng mà chất xơ đó. Ví dụ như trong mật ong chúng ta thấy là cũng là carbohydrate, rồi chúng ta còn có nước ngọt, chúng ta có các loại đường mía vân vân. Ngoài ra thì chúng ta vẫn ăn trái cây, vẫn được khuyến nghị là ăn trái cây thì đôi khi chúng ta chỉ nhìn là trái cây là nguồn cung cấp vitamin chất khoáng mà chúng ta quên mất là trái cây sẽ cung cấp cho chúng ta cái nguồn carbohydrate mà chúng ta hay gọi là đường fructose, là cái đường nó chỉ có 2 phân tử thôi. Vậy là chúng ta thấy nguồn carbohydrate ở trong thực phẩm rất là nhiều. Vì vậy là chúng ta sẽ phải tính toán để chúng ta lựa chọn cho nó phù hợp trong cái chế độ ăn hàng ngày của mình. Vậy thì cần phải lưu ý những điều gì khi mà mình thực hành cái chế độ ăn low carb? Chế độ ăn low carb tốt nhất đối với cơ thể của chúng ta là chúng ta ăn 50% năng lượng cung cấp từ tinh bột. Tóm lại là từ 65% chúng ta giảm xuống còn tới 50%. Không nên thực hành những cái chế độ ăn có cái kết cấu năng lượng cung cấp từ carbohydrate thấp hơn 50% nếu không có sự giám sát và chỉ định theo dõi của bác sĩ. Dù áp dụng bất cứ một cái chế độ ăn nào, bao giờ cũng phải ăn trên 100g carbohydrate một ngày. Và điều này nó rất là quan trọng, và chú ý là carbohydrate phải quy đổi thành carbohydrate chứ không phải là 100g trái cây hoặc là 100g rau hoặc là 100g khoai củ. Thì chúng tôi cũng cần phải tư vấn một điều là
cũng là gạo, nhưng nếu mà chúng ta chọn loại gạo mà nó càng nhiều chất xơ, tức là nó chỉ chóc cái vỏ trấu thôi mà nó còn cái vỏ xơ rất là nhiều, thì nó sẽ làm cho cái chỉ số đường huyết của gạo nó thấp xuống, chỉ số no nó tăng lên, thì chúng ta sẽ thực hành được tốt cái chế độ ăn low carb. Xin được cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Chế độ ăn kiêng low carb sẽ phù hợp với nhiều đối tượng. Điều quan trọng nhất là lưu ý cân bằng dinh dưỡng trong chế độ này, cũng như là đừng quên việc luyện tập thể dục thể thao để hiệu quả của nó được tối ưu. Chương trình An Sản Sống Khỏe kỳ này xin được khép lại tại đây. Nếu quý vị có thêm những thông tin về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, có thể phản ánh đến chúng tôi và các ban ngành chức năng theo các số liên lạc trên màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.